Tranh gỗ Minh Châu hôm nay lại trân trọng gửi tới quý vị và các bạn một tập tranh chim công hoa mẫu đơn cực độc đáo và đặc sắc, đẹp mê mẩn luôn. Với chất liệu chúng tôi làm bằng hương đá của Nam Phi và cái ván ở trong lòng là chúng tôi làm liền khối dày 7 phân và con chim được đục nổi lên 6 phân và các cái hoa quả các thứ là cũng đục nổi lên 6 phân. Bằng chất liệu là 100% là hương đá của Nam Phi, khung viền tất tần tật đều hương đá Nam Phi hết. Và sau đây chúng tôi sẽ đo cái kích thước phổ bì cho quý vị xem. Tất cả viền khung thì chúng tôi đã đục chạm rất là cầu kỳ và rất là đẹp. Thì ở đây chúng tôi xin đo cái chiều dài trước cho quý vị cùng xem. Chiều dài của chúng tôi là đây, 187 cm, có dư một chút cho nó dư giả, 187 cm. Và chiều cao của chúng tôi là nó cao là 87 cm và cũng có dư một chút, 87 và 187. Chiều dày cũng là 7 phân luôn, cái gì nó cũng 7 luôn. Thì số nó rất là lẻ và rất đẹp. Thì cái ván ở trong lòng thì cũng là 7 phân luôn và đục sâu 6 phân. Thì rất là kênh bong và moi móc đẹp, đẳng cấp luôn. Đẹp nhất là đôi chim công đây, là cái quan trọng nhất đây. Hai con chim đang nhìn nhau rất là tình tứ và tạo lên một cái hình trái tim rất là đẹp. Và đã được chúng tôi đục chạm trau chuốt rất kỳ thị, rất kỹ càng và cẩn thận. Và những cái hoa phù dung thì đẹp thôi rồi luôn, không chê vào đâu được. Và có một cái chú bướm đang đậu ở trên một cái nụ hoa rất là đẹp. Và đây thì có cũng hai chú chim đây đang nhìn về hướng hai chú chim công rất là đẹp. Và kênh mong tay của chúng tôi rất là luồn cả bàn xuống đây, rất là thoải mái, đưa lên đưa xuống đây, quý vị có thể thấy rất là thoải mái. Và kênh bong lần sau này chúng tôi đã làm rất là nhẵn quý vị nhé, sờ vào đây rất là mượt, rất là thích luôn. Đấy, những cái hoa, những cái lá cành me này nó tạo lên cái điểm nhấn cho bức tranh rất là tuyệt vời. Bên này thì có hai cái nhành lá trúc, bên kia thì có một cái nhành lá me, rất là tuyệt vời, tạo lên cái bức tranh nó rất là mềm mại. Và ở bức này thì chúng tôi có tên là phu thê viên mãn. Phu thê viên mãn rất là tuyệt vời, 87 x 1m87. Và sau đây chúng tôi sẽ đi vòng ra đằng sau để quay cả phía đằng sau cho quý vị có thể thấy được cái chất liệu gỗ của chúng tôi thì được lọc lựa rất là kỹ. Đấy, gỗ hương đá của Nam Phi 100% và đã được chúng tôi lọc lựa rất là kỹ và chuẩn xác, chuẩn chỉ. Gỗ thì liền tít tin 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 luôn. Đấy, cả khung cả viền các thứ đều dày dặn chắc chắn. Chúng tôi chống cả bức tranh nặng như vậy vào một cái que mà nó không gãy cái viền đi, chứng tỏ là nó rất là chắc chắn. Và bước này nặng lắm quý vị ạ, hai người bê là rất vất vả, hai người khênh là vất vả. Tuy nó nhỏ này thôi nhưng bằng gỗ hương đá nên rất nặng quý vị nhá, cực kỳ nặng luôn, hai người bê rất là vất vả. Và quý vị nhớ đăng ký kênh của Tranh Gỗ Minh Châu để được theo dõi nhiều các cái tác phẩm độc đáo tiếp theo. Thì ở đây chúng tôi số điện thoại ở bên phải quý vị, bên góc dưới bên phải của quý vị. Thì quý vị có thể thấy là số điện thoại là 0975 940 966. Và địa chỉ của chúng tôi thì ở Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội. Kênh trên Zalo của chúng tôi cũng là số điện thoại luôn. Trên Facebook của chúng tôi là Tranh Gỗ Điêu Khắc Minh Châu. Và trên YouTube này của chúng tôi thì là Tranh Gỗ Minh Châu. Có rất nhiều những cái tác phẩm độc đáo và những cái tác phẩm đẹp, mang lại những giá trị vật chất và tinh thần cho quý vị. Thì quý vị nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để được theo dõi nhiều những clip tiếp theo. Thì chúng tôi xin giới thiệu lại một lần nữa bức tranh là 87 1m87, dày 7 phân, được đục chạm hoàn toàn thủ công do các nghệ nhân bậc cao của tranh gỗ chúng tôi thể hiện, những cái đường nét rất mềm mại và sắc sảo. Quý vị có thể về Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để chọn lựa hàng, và số điện thoại là 0975 940 966.
rất hân hạnh được phục vụ và chào đón quý vị. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ở những clip độc đáo tiếp theo.